Hello mọi người, mình đang đứng tại khu nhà phố dự án Mình Lovera Premier nha mọi người. Thì đây là những căn nhà với diện tích là 5 x 15 mét vuông. Và mọi người thấy ha, đây là mỗi căn này hiện tại đang bán với giá là 7 tỷ 9 nha mọi người. Đây ha, đây mọi người thấy ha, ở đây nhà rất là đẹp luôn á, đường xe hơi vào rất là thông thoáng luôn, rồi có gần khu vui chơi nha, có khu vui chơi ở ngoài kia, đây khu vui chơi mấy bên đây ha mọi người, có cả hồ bơi, đây hiện tại thì khu nhà phố này đang hoàn thành hết nha mọi người, đây, đây ha. À, quay cho mọi người thấy nha. Đó. Rồi. À, sẽ dẫn mọi người đi tham quan một tí xíu nha. Và ở bên đây là dãy nhà chẵn nha mọi người. Đây là nhà số 12, 14. Ở đây là thuộc khu Phong Phú 4 nha mọi người. À, bên đây là dãy lẻ mọi người thấy ha. Đó, chiều rất là đường rất là sạch sẽ nè, cây cối cũng rất là xanh tươi nha mọi người. Rồi. À, khu nhà Lovera Premier nha mọi người. Hiện tại đây mình đang đứng ở khu công viên nha, chiều chiều bắt mát thì chúng ta có thể ra đây chúng ta ngồi không không gió rồi nha mọi người, cũng là khu dành cho thiếu nhi nè, đó mọi người thấy không? Hồng ơi, công viên Rồi. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục vào một tí xíu rồi chúng ta sẽ tới hồ bơi đây, này khu bên nè. đây là hồ bơi nha. Đây là dự án Lovera Premier cho mọi người. Đó, nhà khu nhà phố. Đây là hồ bơi đây mọi người ơi. Đây, hồ bơi đó. Oh, rất là đẹp luôn nha mọi người. Khu này rất là an ninh nha mọi người. Chiều ngồi ở đây không mát, tắm hồ bơi đâu, thật là lý tưởng luôn. Đó. Đây. Hồ bơi trong xanh luôn. Đây hồ dành cho người lớn ha. 1m2. 1m2 chiều sâu. Đây là 16m. Bên đây dành cho các bé 0,6m. Rồi ở đây có khu tập gym luôn nha mọi người. Đây là khu tập gym đây. Đó, chúng ta vận động thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe ở đây. Chúng ta có khu tập gym ở đây luôn nha. À, mình sẽ vào tham quan nha mọi người ơi. Những cái trang bị rất là hiện đại luôn nha, và đầy đủ nha, rồi đầy đủ trang thiết bị luôn nha mọi người. Đầy đủ trang thiết bị nha, đầy đủ trang thiết bị nha, cho mọi người chạy bộ nè, rồi cử tạ đâu nè, đó tập tạ tay tập tùm lum luôn đó, rất là hiện đại nha mọi người. Rồi còn đây đó là ở ngoài cái cổng nha mọi người, đó, bảo vệ ở ngoài kia ha, còn ở đây là nguyên khu đây, từng dãy nha. Hiện tại 24/7 luôn. 24/24. Đây là bảo vệ rất là an toàn ha. Đây là đường số 12F đây. Belny, đường Belny. Belny, đường Belny 12F nè, đây là dự án.
Lovera Premier. Cỏ bóng lá luôn nha mọi người, xanh sạch luôn á. Vô đây ở là thôi, không còn gì bằng luôn. Yeah. Nếu mọi người có nhu cầu ha thì mọi người hãy liên hệ với mình nha. Mình sẽ dẫn đến đây để mà chúng ta tham quan và chúng ta tham quan nhà mẫu ha. Ok rồi. Rồi giới thiệu với mọi người đó là mình đang vào nhà mẫu nha mọi người. 5x37. Đây. Về 1.560 triệu. Đó. 5x27 ha. 5x27 mét nha mọi người. Đó, đây là khu dành để mà nấu ăn nha. Rồi. Có bàn ăn đầy đủ nha mọi người. Đó. Ở đây để được hai cái máy giặt luôn. Đó. Khu ở sân sau. Sân sau thì có sân vườn ở phía sau luôn. Đó mọi người thấy không? Đây, đứng từ ở vị trí này nhìn ra phía trước rất là dài luôn nha mọi người. Quá đẹp luôn. Bàn ăn sum họp gia đình đó. Rất là thịnh soạn luôn. À, ở đây có thang máy à. Có thang máy luôn. Wow, hiện đại luôn. Quay vòng chậm lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ lên tầng trên nha mọi người. Ok. Đây. Đây là phòng khách ha mọi người. Phòng làm việc. Phòng làm việc à. À. Ok, đó. Một nơi làm việc thật là lý tưởng luôn ha. Nơi làm việc thật là lý tưởng luôn. Ở đây thôi. Dạ. Có bằng tầm 2 mét này. Rồi. Mình ra ngoài phía đây ngoài xe nè, ở đây thì có cái khu bên trong ở đây có sân vườn phía sau nè. Đúng ha. Phía trước mặt tiền cho tôi nghỉ. Ở căn ở phía trước là mặt tiền đường Trịnh Văn Nghị. Giá gốc chủ đầu tư là 21.560 triệu. À. Với diện tích là tổng diện tích là bao nhiêu? Là 5x35. 5x37 mét. Nè, với giá đầu tư là hơn 21 tỷ nha mọi người. Hơn 21 tỷ. Wow, nhìn vô căn nhà rất là đẹp luôn. Rất là rộng và thông thoáng nha. Và bây giờ tiếp theo mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan phòng. Đây là phòng ngủ. Yeah, phòng ngủ. Đây là toilet. Toilet có qua toilet có bồn tắm luôn nha. Trời ơi, thật là thoải mái, là sung sướng luôn á mọi người ơi. Có tắm riêng luôn. Đây, đó. Quá tuyệt vời. Với những trang thiết bị rất là hiện đại luôn. Sở hữu lâu dài. Rồi, đây là phòng ngủ ha mọi người. Đó, sau mỗi ngày làm việc chúng ta lại về có một nơi yên giấc rất là ngủ rất là ngon, thoải mái luôn đây. Ồ. Oh. Niệm rất là cao luôn. Cô bấm lại kìa. Có anh. Trước này. Ở phía trước mình ha, ở phía trước mình thì mình nhìn ra phía trước nè, đó phía trước là dãy nhà số lẻ bên kia ha. À, nhà số lẻ bên kia. À, bên đây là dãy nhà số chẵn ha. Và ở trước thì có view hàng cây xanh rất là mát mẻ luôn nha mọi người. Đó. Quá tuyệt vời. Hôm nay mình được cơ hội mình đi review
một khu nhà phố Lovera Premier. Quý căn này là hơn 21 tỷ nha mọi người. 21 tỷ 160 triệu. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người lên tiếp tầng trên nữa ha. Rồi ở đây thì trên tầng này cũng có, ở đây thì có hai phòng nha mọi người, có hai phòng ngủ luôn ha. Đây ok, đó phòng rất là rộng rãi nha mọi người. Đây có tủ để quần áo giày dép đâu luôn nè, đó là âm tường hết nha. Rồi có phòng WC trên đây luôn. Rồi nhưng mà ở trên đây thì không có cái được cái bồn, được cái bồn nước. Ồ, thang máy luôn nha, đó thang máy luôn. Ồ, đây được trồng cây xanh nè, đó rất là thông thoáng ha. Rồi đây là tủ, đây tủ âm tường hết luôn, cũng như vậy tủ âm tường hết luôn nha mọi người. Wow. Ôi như đây là để đồ rất là thoải mái luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đó. Full nội thất. Full nội thất hết luôn nha mọi người. Đó. Căn này bán để đồ hết gì đúng không? Đây, đây là phòng thứ 3. Phòng thứ 3 nha, đây là phòng ngủ thứ 3 nha mọi người. Đây, đây. À, bàn này chúng ta có thể để đồ trang điểm này kia ha. Rồi. Đây là tivi đồ đó đã. À, nội thất thì đã được trang bị hết luôn. Quá tuyệt vời luôn. Đó. Mọi người thấy như thế nào? Với diện tích là nông dân khoảng 35 mét nha. Có nè, có để lộ luôn nè. Ồ, toilet à. Toilet là tiện nghi luôn ha. Có tủ âm tường để vật dụng này kia luôn đó mọi người. Đây. Đẹp quá ha. Quá đẹp. Đây mặt trong nè. À, tấm vòi sen trong đây rồi. Nội thất ha. Okay. Mình còn lên được lên tới sân thượng nữa hả? Thường thử ở trên. À, bây giờ mình sẽ đi thang máy lên nha. Ủa, đã quên rồi nha. À, vô đi thang máy cảm giác nha. À, vô đi thang máy cho mọi người. Thì là 3 tầng. 3 tầng. 3 tầng, 1 trệt 3 lầu. 1 trệt 3 lầu à. Đó, đi thang máy lên đây. Quá tuyệt vời luôn. Thang máy này là 1 tỷ. Cái thang máy này. Một trệt ba lầu nha mọi người. Thang máy ten tèn. Ô trên đây lại thêm một phòng ngủ, một phòng nữa. Tủ âm tường rất là đẹp ha. Rồi ok. Đó. À, nói chung là nội thất đã được trang bị đầy đủ hết nha. TV nè, máy lạnh nè, các bàn làm việc luôn, để sách, máy giặt nè, kệ sách nè, tủ quần áo này kia đó đều xong hết rồi luôn á. Lấy chị Kiều ra ngồi đọc báo rồi thư giãn không mát. Rồi. Phía trước đây. Mình là đường song hành của quốc lộ 50 á. Phía trước mình á. À, phía trước mình là đường song hành của quốc lộ 50 với chữ song hành quốc lộ 50 hả? À, thì ở ngoài kia ha mọi người. À. Đây toàn cảnh nguyên một dãy nhà ở đây luôn ha. Đó dãy phía trước á, mặt tiền ở ngoài kia. Đường Trịnh Văn Nghị. À, nếu mà nhìn xa xa bên cánh đó là trường đại học Dân Hiến nè. À, đại học Dân Hiến, đại học Kinh tế gần đây. Chứ mà mọi người đó là trường đại học nha. Dân đó Hiến. Đại học Dân Hiến. Rồi. Kinh tế. Kinh tế luôn. Ừ. Quá ok. Ở đây gần trường học nè. Gần trung tâm chợ luôn hả ta? Chợ Phú Lạc. Chợ Phú Lạc. Rồi. Wow, quá tuyệt vời mọi người ơi. 21 tỷ hơn nha mọi người. Chúng ta sở hữu một nhà phố quá tuyệt vời. Ở gia đình ba thế hệ, ông bà, cha mẹ,
Dạ không. À, nếu như mà chúng ta ở ít hơn thì mọi người có thể nhìn ở cao bên kia ha, cao bên kia thì tầm 7 tỷ 9 thôi. Ừ. Đó, thì đây có đây mọi người tập thể thao. Đây là phòng ở, mọi người tập thể thao. À. Rồi, nè, nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể xem cao bên kia ha, cao bên kia thì giá tầm là 7 tỷ 9 nha mọi người. Đó, khu bên kia là 7 tỷ 9 ha, bên còn dãy bên đây là 14 tỷ 700 triệu một căn nhà thô. Đâu đâu bên đâu anh? Bên đây nè, nhà thô bên đây nè. À. Vậy là cái dãy bên kia là hơn 14 tỷ. Ha. Còn cái dãy phía trước mặt mình dãy nhà lẻ là khoảng gần 8 tỷ 7 tỷ 9 nha mọi người. Đó. Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Wow. Rồi, chào mọi người nha. Nếu mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ với Hoàng Lê nha. Ok, bye bye mọi người.